Hi, chào các bạn, trở lại với kênh của mình. Thì bữa nay mình sẽ review cuốn Đại dương cuối đường làng, The Ocean at the End of the Land của tác giả Neil Gaiman. Thực tế là mặc dù mình chưa đọc tác giả Neil Gaiman, nhưng mà mình đã biết tới tác giả này ở một số bộ phim chuyển thể mà mình đã từng coi, chính là bộ phim Stardust và bộ phim Coraline. Thì thật ra đây là hai bộ phim mình rất là thích và mình đã coi đi coi lại rất là nhiều lần. Và khi mà mình bắt đầu đọc một tác giả phải gọi là rất là nổi tiếng thì mình thường tìm những cái tác phẩm mà thường không được đánh giá cao của họ mình đọc trước, tại vì mình không muốn cái kỳ vọng quá cao của mình kiểu như là sẽ làm ảnh hưởng tới cái trải nghiệm đọc sách của mình lần đầu với tác giả này. Và đó là lý do tại sao mà mình lựa quyển Đại dương cuối đường làng. Thì nói thiệt là trước giờ cứ mỗi một lần mình coi những cái list mà những quyển hay nhất của tác giả này á, thì cái quyển này không bao giờ được đứng ở top 3 hết. Và thậm chí khi nó được xuất bản ở Việt Nam á, thì cũng không gây được cái tiếng vang gọi cực kỳ lớn. Mình chỉ nghe được đúng hai điều thôi nha. Điều thứ nhất là quyển sách này có bị đẹp, và điều thứ hai đó chính là quyển sách này phải gọi là khó hiểu. Đó, chỉ có vậy thôi đó. Bởi vậy khi mình đọc quyển này mình hoàn toàn không hề có bất kỳ một kỳ vọng nào hết. Và nếu như quyển này nó dở thì ok, mình cũng cảm thấy bình thường thôi. Mình sẽ tiếp tục đọc một quyển khác của Neil Gaiman nữa. Và holy, quyển sách này hay kinh dị luôn á. Kiểu như mình không đùa, kiểu như mình đọc xong kiểu mình sởn hết da gà về cái độ hay của nó luôn á. À, với lại cái này là chuyện thiếu nhi nha. Mình thấy là nhà xuất bản họ thường quảng cáo cái quyển truyện này là chuyện cho người lớn á, nhưng mà mình không đồng ý với chuyện đó lắm. Cái này mình nghĩ là chuyện thiếu nhi. Thì nội dung của nó kể về việc hai đứa trẻ cùng nhau đánh bại một con quái vật vậy á. Nói chung là tại sao mình nghĩ là chuyện thiếu nhi. Thì trong tất cả chuyện thiếu nhi mình từng đọc á, cái quyển sách này có một cái tông màu rất là khác luôn. Và đây là một cái tông màu mình gọi là tông màu Ghibli. Thì không biết là mọi người ở đây có thích Ghibli hay không. Mình không phải là fan ruột của Ghibli, mình chưa từng coi tất cả bộ phim của họ, nhưng mà mình cũng coi một số lượng phải gọi là đáng kể để có thể hiểu được cái phong cách của cái hãng phim này á. Và khi mà mình đọc cái quyển truyện Đại dương cuối đường làng nè, thì ngay từ đầu là mình đã thấy là cái quyển này nó có một cái gì đó rất là Ghibli trong đó. Và nếu như mà Ghibli vẫn còn hoạt động và họ quyết định chuyển thể một cái bộ phim nào đó á, thì thật sự là họ phải chuyển thể cái quyển truyện này, thì cái quyển truyện này đúng kiểu là phải cái phong cách của họ luôn. Nó có một cái gì đó nha, rất là thần kỳ, rất là ảo diệu luôn. Kiểu như mình đọc quyển này mình cứ wow lên đó vì cái độ thần kỳ của quyển này. Nhưng mà đồng thời nó không có cái chất mà kiểu như vui tươi, kiểu hồn nhiên, ngớ ngẩn của chuyện thiếu nhi á, mà nó có một cái thứ gì đó gọi là rất là nghiêm túc và kiểu như rất là tĩnh lặng như một cái mặt hồ vậy á. Và chính vì đó mình cảm thấy nó rất là giống với Ghibli. Thì có một cái cảnh đó là hai nhân vật nữ chính và nam chính đi trong một cái khu rừng ma thuật, và sau đó bước ra một cái cánh đồng rộng lớn. Và ở trên cái cánh đồng đó họ gặp một cái con quái vật phải gọi là lớn và lông xù xì màu đen á. Nói thiệt là còn có thứ gì Ghibli hơn được như vậy, đúng không? Một trong những yếu tố nữa mà mình thích của chuyện này đó là không những Neil Gaiman có một cái chất của Ghibli mà tác giả này có một cái chất gì đó rất là riêng của mình. Và nếu như các bạn không biết đó là tác giả này thường có một cái chất là thường viết những cái yếu tố kinh dị vào trong truyện thiếu nhi. Và nói thiệt là mặc dù mình đã chuẩn bị trước tinh thần nha, tại vì mình đã xem hai cái phim chuyển thể là Stardust với Coraline rồi đó. Coraline nói chung tới bây giờ vẫn là phim thiếu nhi kinh dị nhất mà mình từng được coi á. Nhưng mà khi mà mình đọc vô quyển này kiểu như mình hoàn toàn bất ngờ luôn á. Kiểu như có một cái cảnh đó là hai nhân vật nữ chính và nam chính phải đi kiểu tìm trạm á, trong một cái khu rừng ma thuật. Thì cái trạm đầu tiên là trạm màu xanh, thì họ tìm thấy một cái viên đá màu xanh kiểu tỏa sáng vậy á. Thì mình nghĩ là ok, cute, hay. Cho tới khi họ tới cái trạm màu đỏ thì mình nghĩ để coi trạm màu đỏ tìm thấy cái gì. Và bạn biết trạm màu đỏ có cái gì không? Một con thú bị cắt đứt đầu, và từ cái đầu của nó máu chảy ra lênh láng thành một cái bãi màu đỏ. Kiểu như mình hết hồn luôn á. Và có một cái cảnh trong này đó là cái cảnh mà nhân vật nam chính kiểu như bị rượt đuổi trong cái cánh đồng mà đang ban đêm á, kiểu như sấm chớp đi đùng luôn á. Và bạn biết cái thứ gì đuổi cái thằng nhóc đó không? Một cái xác chết trôi lơ lửng giữa trời. Kiểu như lúc mình đọc tới khúc mình giống kiểu what the, kiểu như có phải đang đọc truyện thiếu nhi không vậy? Bạn tưởng tượng cái cảnh mà nếu như mình đi làm về khuya mà kiểu như bạn bị rượt đuổi bên một cái xác trôi lơ lửng giữa trời á, đó, truyện thiếu nhi á. Và thậm chí còn rất là nhiều cảnh, kiểu cảnh phanh thây rồi máu me, rồi có một cảnh 18 cộng trong này nữa. Nếu như mà mình là biên tập của quyển này thì mình muốn cắt cái cảnh 18 cộng đi ngay lập tức luôn á. Tại vì mình biết là cái ảnh 18 cộng đó cũng kiểu như là một cái tượng trưng cho cái thế giới người lớn vậy. Nhưng mà thật sự là cái chi tiết 18 cộng đó mình thấy có thể hoàn toàn bị cắt ra mà không ảnh hưởng tới cốt truyện. Và yếu tố cuối cùng mà làm mình phải gọi là cực kỳ ấn tượng với cái quyển sách này luôn nha, đó chính là cái tính, phải gọi là cái tính biểu tượng và cái tính ý nghĩa của quyển sách này. Cái quyển sách này đồng thời với cái sự mà thần kỳ của nó có rất là nhiều cái biểu tượng phải gọi là khó hiểu trong cái quyển sách này. Ví dụ như biểu tượng con mèo, biểu tượng người đàn ông trong cái xe, rồi biểu tượng hai mặt trăng, rồi biểu tượng cái đại dương cuối đường làng, biểu tượng cái ao kiểu vậy á.
thì có rất là nhiều cái biểu tượng trong đó, và chính nhờ những cái biểu tượng khó hiểu đó mà tác giả Neil Gaiman đã lồng được rất là nhiều cái tầng nghĩa khác nhau nha. Nếu như bạn không tin thì mấy bạn cứ lên Goodreads và mấy bạn đọc thử qua một vài cái review của những người đã đọc quyển này á, thì bạn sẽ nhận thấy đó là cứ mỗi một người thì họ sẽ cảm nhận một cái khác nhau về cái quyển sách này. Thì đó là lý do tại sao quyển sách này nó có một cái danh tiếng là nó khó hiểu á, tại vì nó có quá nhiều cái tầng lớp ý nghĩa nó xen lẫn vào nhau á. Thì trước giờ truyện thiếu nhi không phải là một cái thể loại yêu thích của mình, không phải là mình ghét gì nó, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là kiểu sao ta, dễ đoán vậy, không có gì bất ngờ. Thì chuyện này cũng có thể hiểu được, tại vì viết cho truyện thiếu nhi là chủ yếu để thiếu nhi đọc mà, đúng không? Nhưng mà cái quyển sách này nó hoàn toàn khác, nó cực kỳ khó hiểu mà nó có nhiều cái tầng nghĩa trong đó. Thì mặc dù mình cũng không tự tin là mình hiểu hết được cái quyển này, nhưng mà nếu như mà ai đó hỏi mình cái ý nghĩa quyển này thì mình sẽ xem cái quyển này như là một quyển coming of age. Thì nếu như bạn không biết là coming of age là một thể loại sách nói về sự phát triển tâm lý của nhân vật trong một câu chuyện, thì bắt đầu với câu chuyện này á, bạn có nhân vật chính đó là một cậu bé rất là nhút nhát, rụt rè và không hề có bạn. Cho tới khi cuối chuyện thì cậu bé là một người rất là dũng cảm và can đảm và đã kết được thân với một cô bé tên là Letty á. Thì cái ý nghĩa trong cái quyển truyện này nó luôn luôn được nhắc đi nhắc lại về cái việc đó là sự khác biệt giữa người lớn và trẻ em. Thì mình nghĩ tác giả Neil Gaiman ở đây đang muốn nhắn nhủ một cái bài học, đó chính là cái sự trưởng thành là gì, cái sự trưởng thành được đo đếm bằng cái gì. Thì mình nghĩ đó là tác giả đang muốn nói là sự trưởng thành nó được đo đếm bằng những cái mối quan hệ tốt mà bạn đã tạo được, bằng những cái phẩm chất tốt đẹp mà các bạn đã tích trữ được trong người của mình á, chứ không phải là sự trưởng thành là được đo đếm bằng cái số tuổi của bạn. Và nói thiệt đó là nếu như mà Haruki Murakami quyết định viết một câu chuyện thiếu nhi và viết bằng cái phong cách của nước Anh chứ không phải nước Nhật á, nói thiệt nó là nó sẽ nhìn y chang như cái quyển truyện này luôn á. Ok, thì đó là những cái review của mình về quyển này. Thì bạn đã đọc quyển này chưa? Bạn nói cho mình biết, comment ở ngay dưới phần nha. Ok, chào tạm biệt các bạn.